Lại nói lúc bây giờ, Phi Linh Môn nhận hai trấn từ tay La Sát Môn xảy ra chuyện có nhiều vấn đề. Hai thị trấn nằm trong địa bàn La Sát Môn, một tên trấn là Hoa Môn, một tên trấn là Đoàn Sơn. Diện tích hai trấn không lớn, nhưng đều có sự mỡ màng để vớt phát. Hai trấn rất gần Sơn Mạch Vũ Đô, nổi tiếng là chợ giao dịch các dược điệu lẻ tẻ quanh khu vực này. Các dòng bình đoàn lớn, tiểu đội nhỏ xung quanh, nếu chọn mua dược điệu gì thì sẽ đến hai thị trấn này mua. Từ đó có thể hấp dẫn nhiều vũ giả, linh sư đến trấn Hòa Môn và trấn Đoàn Sơn để mua đồ. Nhiều người thì náo nhiệt, trấn Hòa Môn, trấn Đoàn Sơn phồn hoa dần lên, có nhiều cửa hàng, hơn phần nửa là sát môn tiến cống quỷ vũ tông đến từ nguồn thu nhập từ hai thị trấn ấy. Tình hình bây giờ là trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn có sự rắc rối, phiền phức rất lớn. Thứ nhất là trấn Đoàn Sơn không biết xảy ra chuyện gì mà tất cả cửa hàng dược liệu, vũ khí gồm ba mươi mấy tiệm lớn nhỏ bắt tay nhau phàn nàn làm mùa đông buôn bán không tốt đằng muốn cố gắng giảm bớt một nửa số tiền tiến cống cả trấn hoa môn có ba mươi mấy tiệm dược liệu vũ khí và tiến cống nhiều nhất một tháng một tiệm tiến cống một vạn kìm tệ nhỏ thì một tháng một ngàn kìm tệ hai mùa thu đông giảm phần nửa là thành nửa năm một số lượng tiền rất lớn nếu đồng ý đề nghị nửa năm phi ninh bôn thu ít đi trăm vạn kim tệ tiến cống. Nhưng nếu không đồng ý, thì các cửa hàng cùng đóng cửa, dễ dẫn đến trấn hòa môn phòng kín. Trấn hòa môn phồn hoa, các ngành nghề tử quán khách điếm đều nhờ có các tài liệu dược liệu vũ khí mà kéo lên. Hiện giờ năm vị trưởng lão phần vần không biết làm sao. tôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, cũng nhức đầu nhíu mày. Kêu lão đánh giết ai thì dễ, bảo mão quản lý mấy cái chuyện này thì thua. Không chó giết hết bọn chó, Thế nhưng, trấn hòa môn cũng bị hủy luôn. Trấn hòa môn sẽ là cục nợ của phi linh môn. Trấn đoàn sơn tuy không rắc rối như trấn hòa môn, nhưng nghiêm trọng hơn một chút. Bên ngoài trấn đoàn sơn có một sơn môn tên là cựu hòa môn. Cựu hòa môn cũng thuộc thế lực vòng ngoài của quỷ Vũ Tông. Có vẻ vì biết trấn hòa môn nội đoạn, nên cựu hòa môn thừa dịp thầu tóm trấn đoàn sơn lại. Trong trấn đoàn sơn, hiện có nhiều đệ tử cựu hòa môn quấy rầy các cửa tiệm tu tiền bảo kê vô tội vạ. Nếu không cho, sẽ đập phá tiệm ngay. Các chủ tiệm trấn đoàn sơn chỉ có thể tìm đến phi đình bồn. Nhưng khi trưởng lão phi đình bồn tới nơi, thì các đệ tử cửu hòa môn đã chạy mất dép. Nếu để đệ tử bình thường phi đình bồn đi trấn đoàn sơn canh chừng, sẽ bị đệ tử cửu hòa môn vây công. Lục Thiếu Dung nghe xong sắc mặt âm trầm. Hai sự kiện này đúng là một sự rắc rối to lớn. Hắn ta trầm gầm giày lát rồi nói, Hồ trưởng lão, địa bàn trấn đoàn sơn là của chúng ta cửu hoa môn dám công khai phá rối trưởng lão đã đi tìm quỷ vũ tổng nói chuyện chưa hồ nam sinh bây giờ trả lời bẩm trưởng môn ta đã đi tìm quỷ vũ tông ba lần hai lần trước quỷ vũ tông nghe nói ta đến chỉ phái mấy đệ tử qua loa vài câu rồi đuổi ta đi lần thứ ba có một trưởng lão ngoại môn đến gặp ta bảo là bọn họ sẽ hỏi chuyện của cửu hoa môn nhưng mười ngày đã qua mà cửu hoa môn vẫn gây rối trấn đoàn sơn chúng ta không có cách nào ngăn cản nên mới mời đại trưởng lão đến đây bàn bạc tìm cách. Nét mặt của Lục Tiêu Du xa sầm, hắn trở đầm chiều. Năm trưởng lão thấy Lục Tiêu Du sắc mặt âm trầm, há mồm định nói gì rồi lại không tốt nên lợi. Cùng nhìn hướng thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Đồng lão bây giờ hỏi Lục Tiêu Du, trưởng môn có ý định gì không? Một lát sau, Lục Tiêu Du thở dài một hơi, hắn lại hỏi ngược lại. Đồng lão có cảm giác được gì không? Đồng lão bây giờ ngần ngừ nói, sợ là chuyện này không đơn giản, có người cố ý nhằm vào phi linh bồn ta. Lục thiêu Du nhẹ hững nói, đúng rồi, chuyện xảy ra trong trấn hoa môn và trấn đoàn sơn. Nếu ta đoán không lầm, thì trong trấn hoa môn cũng có bóng dáng người của cửu hoa môn. Hai trấn cùng náo động, phi linh bồn xuất đầu mẻ trán là cửu hoa môn có thể thủ lợi. Sau lưng cửu hoa môn còn có bàn tay thúc đẩy. Đồng lão bây giờ sắc mặt âm trầm hỏi Lục thiêu du ý của trưởng môn nói là quỷ vũ tông sao? Lục Tiêu Du bây giờ hừ lạnh một tiếng. Phi Linh Môn vừa tiêu diệt La Sát Môn, gần đây có người đồn Phi Linh Môn ta có cường giả tọa chấn. Đồng lão nghĩ nếu không ai sai khiến, thì cửu hoa môn tuy mạnh hơn La Sát một nhiều, nhưng dám chọc vào Phi Linh Môn ta sao? Huống chi Quỷ Vũ Tông đã quy hoạch địa bàn rõ ràng, sẽ không để thế lực vòng ngoài một mình thâu tóm hết. Khi đó Quỷ Vũ Tông rất khó khống chế cục diện nếu trong tình huống bình thường, cửu hoa môn đụng vào địa bàn phi linh môn, e rằng quỷ vũ tông đã ra mặt ngay, sao có thể phủi tay mặc kệ được? Đồng lão bây giờ khó hiểu hỏi lại, nói vậy thì cũng đúng, nhưng tại sao quỷ vũ tông lại làm như vậy? <laughs> Lục tiêu dù bây giờ cười phá lên, là vì đồng lão, ngày nào quỷ vũ tông chưa biết thần phận của đồng lão, tại sao phi linh môn có cường giả tham gia? thì quỷ vũ tông sẽ luôn tìm mọi cách hiểu biết thần phận của đồng lão. Quỷ Vũ Tông sẽ không tự mình ra mặt, tránh cho đắc tội đồng lão. Cửu Hoa Môn là một con cờ trong tay quỷ Vũ Tông thôi. Quỷ Vũ Tông sẽ không nói cho cửu Hoa Môn biết trong phi linh môn có cường giả lĩnh xuất. Nếu cửu Hoa Môn biết điều đó, mọi người cảm thấy cửu Hoa Môn dám đụng vào phi linh môn chúng ta sao? Đồng lão bây giờ nhìn lục tiêu dù mà hỏi, hiện tại người định làm sao? Đồng lão không khỏi nhiều đến việc khác, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên về lục Thiêu du. Đồng lão bây giờ không dám tưởng tượng tâm trí như vậy thuộc về một thiếu niên 17-18 tuổi. Dù là đông lão cũng không thể phân tích rõ mọi thứ trong phút chốc. Lục tiêu du bây giờ mới nói. Hồ trưởng lão lập tức đi trấn đoàn sơn, âm thầm nói cho các cửa tiệm trong thời gian phi linh môn giải quyết xong chuyện này không cần tiến cống gì. Hồ nam sinh lên tiếng. Nhưng thưa trưởng môn, điều này ảnh hưởng chúng ta rất lớn vậy là cửu hoa môn được lợi rồi hồ nam sinh tỏ ra không phục chút nào lục thiêu du lạnh nhạt nói hồ trưởng lão lù một bước trời cao biển rộng quân tử báo thù mười năm chưa muộn chờ mấy tháng thì được thôi chúng ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời lục thiêu du không hoảng loạn không phải là loại người ngậm bồ hòn làm ngọt thù này không trả hắn thấy con lỗi với bản thân hồ nam sinh bây giờ mới đáp tuần lệnh trưởng môn ta đi làm ngay đây chu ngọc hậu lên tiếng hỏi trưởng môn, vậy còn trấn hoa môn thì tính sao đây? Lục Tiêu Du quay sang ông ta mà hỏi, những cửa hàng dược liệu trên trấn hoa môn có một tiệm dẫn đầu thế lực ra sao? Chu Ngọc Hậu nghe hỏi thì trả lời, cửa hàng trong trấn hoa môn dường như lấy tụ bảo môn dẫn đầu. Tụ bảo môn buôn bán lâu năm, thực lực chủ tiệm không có tệ, cỡ vũ phách nhị trọng. Trong môn có một linh sư tứ trọng, có nhiều tu vi vũ sư, tổng thể thế lực của tụ bảo môn không có yếu. Điều này làm chúng tôi vô cùng lo lắng. Mắt của Lục Thiếu Du lóe tia sáng lạnh, tụ bảo môn à? Lục Thiếu Du đang định xử tụ bảo môn, không ngờ tự đưa lên cửa. Hắn ta ngẩn ngừ một lúc mà nói, Chú trưởng lão, sáng mai ta đích thần đi tụ bảo môn một chuyến. Chú trưởng lão mang theo 200 đệ tử thực lực tốt nhất đi với ta. Năm trưởng lão khác cũng đi cùng. Đồng lão thì ở lại phi linh bồn trấn thủ. Đồng lão nhớ mày mà hỏi, có cần ta đi chung không? Mắt của Lục Tiêu Du lóe tia sáng lạnh giễu cợt. Đồng lão ở lại Phi Linh Môn là tốt nhất, sợ là có người hy vọng đồng lão ra mặt. Hơn nữa ta và nhóm chủ trưởng lão Trịnh Trường lão giải quyết trấn hòa Môn là đủ được rồi. Hắn ta nói xong lại lẩm bẩm, nếu có người đã muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với bọn họ một phen. Lục Tiêu Du rời khỏi đại điện cùng đông lão, bây giờ trở về chỗ ở. Tâm đồng bây giờ đáng yêu chạy tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Ca ca đã về, tâm đồng nhớ ca ca. Vừa nhìn thấy lục tâm đồng, lục tiêu du như muốn đứt dày thần kinh. Linh độ tứ trọng sao? Mới hơn có hai tháng, mà tâm đồng từ linh độ nhất trọng lên tứ trọng, tăng vọt đến ba tầng. Tôi hồn độc xuất đông vô mệnh bây giờ đặc ý mà nói. Tiểu tử có gì mà lạ? Tâm đồng có độc thể bẩm sinh mạnh hơn ta tưởng tượng một chút. Tốc độ tu luyện rất là kinh nhân. Ta còn cho rằng trong vòng 5 năm, tâm đồng dư sức đột phá đến lĩnh phách đấy đệ tử bảo bối của lão quả là có khác biệt. Lục Tiêu Du kinh ngạc há hốc mồm ra. Nằm năm đến lình phách sao? Năm năm sau, Lục Tâm Đồng mới 15 tuổi, tu vì lình phách tuổi 15, thiền phú như thế, đủ làm cho mọi người rúng động. Lục Tâm Đồng tỏ ra vui vẻ nói với Lục Tiêu Du. Sư phụ mỗi còn nói, sau này Tâm Đồng sẽ mạnh giống như ca ca. Trong lòng Lục Tâm Đồng vẫn luôn cho rằng ca ca của cô ấy là mạnh nhất. Lục Tiêu Du cười nói, Tất nhiên, sau này tâm đồng sẽ trở nên cực mạnh, không ai dám ăn tiếp tâm đồng nữa. Một lát sau, đồng lão ngồi trong phòng lục thiêu du. Đồng lão lại hỏi, tiểu tử, người có nắm chắc giải quyết mọi chuyện được không? Lục tiêu du thản nhiên nói, chẳng không thành vấn đề gì đâu, nếu bọn họ muốn chơi thì ta theo tới cùng. Đồng lão lại nói tiếp, người khẳng định là quỷ vũ tông xúi dục sao? Lục thiêu du đáp, 8-9 phần 10 chắc chắn, cựu hoa môn định nhúng chàm chấn, chấn đoàn sơn, thế nhưng quỷ vũ tông mặc kệ. Điều này không bình thường đâu. Nếu không vì điểm này, thì tiểu tử không dám suy đoán khả năng quỷ vũ tông. Đồng lão lại cười nói, quỷ vũ tông quả là rất cẩn thận đấy. Lục tiêu du mỉm cười, đồng lão, nếu là quỷ vũ tông biết trong phi linh bồn có một cường giả linh xuất mà đồng lão không biết gì về người này, có lẽ đồng lão cũng ngủ không yên đi. Đồng lão cười khổ mà hỏi, <laughs> người định giải quyết thế nào trong mắt của lục tiêu du lóe tiện sát ý giết một người răn trăm người đồng lão lại hỏi người không sợ sẽ chọc giận quỷ vũ tông sao hắn tàn đáp ngày nào còn đông lão ở đây thì quỷ vũ tông không dám dễ dàng đối phó phi linh môn trừ phi tên nồng nỗi phải ra tay đồng lão lại nói tiếp nhưng sợ là phi linh môn không có cơ hội đó quỷ vũ tông theo dõi phi linh bồn phi linh môn muốn lớn mạnh rất khó khăn đấy Lục Thiêu Du bây giờ tỏ ra bí hiểm. Trên đời, nhiều người đều bất đắc dĩ lắm, chỉ sợ người có lòng thôi. tôi hồn độc xuất đông vô mệnh nghiêm túc nói, ta tin tưởng tiểu tử ngươi, ngươi làm việc chưa từng chịu thiệt, ngươi cũng không phải loại người chịu thiệt mà không đáp lễ, nhưng làm chuyện gì cũng phải chú ý an toàn của mình. Hắn ta lắc đầu nói, tiểu tử đã biết rồi. Lão độc vật thật lòng quan tâm đến hắn, không nói xuồng giả dối bản thân Lục Thiếu Du nhận được lòng quan tâm của lão độc vật cũng trải qua nhiều vất vả mới có được. Cho đến sáng sớm hôm sau, 200 con chiến mã ngựa đầu hí vang trong phi đình môn, chờ xuất phát đi trấn hòa môn. Đàn ngựa này đã cướp được từ La Sát Môn lần trước. Lục Thiếu Du bước ra, 200 đệ tử phi đình môn thực lực mạnh nhất đã sẵn sàng xuất phát. Phường Tần Kỳ, Trương Minh Đào, Hoàng Bắc Nhiên cũng có mặt trong đó. Xin kính chào trưởng môn, các đệ tử biết lần này cùng trưởng môn đi trấn hòa môn, bọn họ vô cùng hưng phấn. Xuất phát đi. Lục tiêu du ra lệnh thiền sĩ tuyết sư bày lên cao theo đoàn người. Hắn thì cưỡi ngựa, tiểu long ngảnh đầu nhỏ theo bên cạnh lục tiêu du. Thiết kỵ rầm rập bốc lên bụi mù lao nhanh đi trấn hòa môn. Hai trăm người bây giờ rầm rộ đi hấp dẫn nhiều sự chú ý. Giờ rồi tục ngựa chạy đến trấn hòa môn đã gần bàn trưa. Tiếng động rầm rộ khiến nhiều người tụ tập ở cửa trấn xem náo nhiệt lục tiêu du giờ rọi quát giá hắn ta chạy thẳng tới tụ bảo môn hắn không xa lạ gì đường đến tụ bảo môn vì lần trước đã đi qua lục tiêu du sẽ tính luồn nợ cũ và nợ mới hai trăm người rầm rộ dừng lại trước tụ bảo môn vây kín cả con đường trưởng môn đây chính là tụ bảo môn đám người đang đi lại dùng quanh kinh thành vội lùi ra xa trong tụ bảo môn có một vài khách đang buồn đổ thấy người phi linh bồn rầm rộ kéo đến thì chạy ngay ra ngoài trong tụ bảo môn truyền ra tiếng hét to. Có chuyện gì? Làm gì vậy? Ai kiếm chuyện với tụ bảo môn ta? Người của tụ bảo môn đã sớm chạy vào báo cáo tình hình. Lục Tiêu Du nói với mấy trưởng lão phi linh môn. Các vị xuống dưới đi. Lục Tiêu Du nhảy xuống ngựa, mặt lạnh băng nhìn đoàn người tụ bảo môn đi ra. Khoảng chừng 30 người, đi đầu là một nam nhân mặc áo trắng khoảng 40 tuổi, hơi mập mạp. Nam nhân áo trắng, mặt bắn ra tia sáng lạnh. Đi bên cạnh nam nhân áo trắng là thanh niên khoảng 28-29 tuổi, trường bào hoa phục, tóc dài buộc phía sau gáy. Lục Thế Du cảm nhận khí thế từ thanh niên mặc hoa phục này, hắn ta chợt nhớ mày. Thanh niên mặc hoa phục chính là linh giả, dạ, chắc là linh sư tứ trọng trong tụ bảo môn. Trong một thị trấn nhỏ thì linh sư tứ trọng là động vật hì hữu, đến đại môn đại phái cũng có chỗ đứng. Bên cạnh nam nhân áo trắng, thanh niên mặc hoa phục có một lão nhân khoảng 50 tuổi, Lục Tiêu Du không quên người này. Lục hắn đi tụ bảo môn bùa đồ, chính là quản sự kia tiệm đại hắn, thực lực chỉ cỡ vũ sư nhất trọng. Trừ ba người này ra, Lục Tiêu Du nhìn 30 người có 6 người là vũ sư, nhưng người khác là tù vì vũ sĩ hoặc vũ đồ. Tổng thể thế lực của tụ bảo môn không tầm thường, nhưng lúc này Lục Tiêu Du thầm nghi ngờ, tụ bảo môn là cửa hàng bán dược liệu lớn nhất trấn hòa môn. Thực lực của chủ tiệm tuy là vũ phách, vũ sư nhị trọng, thế nhưng tụ bảo môn ở trong cổ vực hỗn loạn như vậy, giá trị tụ bảo môn ít nhất cũng cỡ 500 vạn kim tệ hoặc nhiều hơn nữa. Một tu vi vũ phách nhị trọng làm sao trấn thủ được đây? Thật khiến cho người ta bất ngờ. Lục thiêu dù thẩm nghĩ, chẳng lẽ sau lưng tụ bảo môn có thế lực nào? Lục thiêu dù đang suy tư, nam nhân áo trắng tụ bảo môn dẫn người đi ra. Thế đám người chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh thì cơ mặt của hắn ta bấy giờ bất chợt trở nên cò giật ồ oh, ta còn cứ tưởng là ai hóa ra là mấy vị trưởng lão phi linh môn sao đến đây hết cả vậy mời vào trong hổ nam sinh bây giờ mới nói tề bàn tử đây là trưởng môn phi linh môn của chúng ta cố ý đến vị người đây nam nhân áo trắng ngay từ đầu đã liếc trộm lục thiêu du nghe hồ nam sinh giới thiệu lập tức tiến lên đồng nhiệt chào hỏi thì ra là lục trưởng môn đích thần đến đây sớm nghe nói lục trưởng môn tuổi trẻ tài cao, ta luôn muốn tự mình đến bái phỏng, nhưng cứ bận công chuyện không đi được, xin thứ lỗi. Tề bàn tử thân thiết như thể bằng hữu lâu năm không gặp. Lục Tiêu Du hở hững liếc qua tề bàn tử, hắn phớt lờ làm gã lúng túng. Lục Tiêu Du đi thẳng tới trước mặt lão nhân năm bảy tuổi. Quản sự còn nhớ ta không? Lão nhân năm bảy tuổi ngay từ đầu đã chú ý Lục Tiêu Du. Ngươi là một thiếu niên mua hàng hóa giá 10 vạn kim tệ từ tay của lão, phái mấy người theo đuôi đến nay bặt vô ẩm tính, nên lão có ấn tượng sâu sắc với lục tiêu du. Lão nhận nhớ ra lục tiêu du ngay, biểu tình ngạc nhiên. Lão nhận cứ tưởng mấy người lão phái đi, sau khi trấn lột đồ vật của tiêu niên thì bỏ trốn, nay xem ra bọn họ đều gặp bất trắc. Lục tiêu du nhẹ nhàng nói, đã nhớ ra rồi sao, ta mua vài món đồ ở chỗ quản sự, nhưng quản sự phái người chặn giết, dù bóng môn làm ăn là thu vào không thu ra sao? Biểu tình của lục tiêu du lạnh băng băng, nhìn quản sự chằm chằm. Tiểu Long cảm nhận khí lạnh từ người lục tiêu du, nó có rưỡi lưỡi theo dõi lão nhân. Xeo xeo, không phải, lục trưởng buồn hiểu lầm rồi. Xẹt một tiếng, lão nhân gừng ngang, cơ mặt cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu, nằm chiến xuyên thủng ngực của lão nhân. Lục tiêu du thu chân khí về, lạnh nhạt nói. Hiểu lầm, giải thích gì đó đều là nhảm nhí, tề ban tử biến sắc mặt trừng lục thiêu du lực trưởng môn sao lại giết người lục thiêu du hừ lạnh một tiếng giết người rồi sao tụ bảo môn ở trấn hoàm bồn mặt ngoài buôn bán đàng hoàng ngầm thì chặn giết thương nhân làm chuyện xấu xa như vậy hôm nay ta sẽ tiêu diệt tụ bảo môn để những người khác nhớ lâu một chút hiện tại trấn hoàm bồn thuộc về phi linh bồn ta không phải các ngươi muốn làm gì thì làm lục thiêu du nói với đám người phi linh bồn ra tay không chừa một người lục tiêu du dứt lời chân khí bộc phát khí thế hùng hồn cuồng bạo tuôn ra từ thân thể hắn không khí bị đè ép giặt ra giết năm vị trưởng lão sớm nhận lệnh lục tiêu du cùng xông lên đánh không trưởng người sống mục tiêu hôm nay là tiêu diệt tụ bảo môn giết một người răn trăm người để mà răn đe tề ban tử cao giọng quát các người muốn gì tại sao đánh người có gì từ từ nói tề ban tử biết không đối kháng lại thực lực của phi đình bồn hiện tại được Hồ Nam Sinh là người thứ nhất lao lên. Muốn cái gì sao? Muốn diệt tụ bảo môn nhà ngươi. Chân khí lại bộc phát ra. Hồ Nam Sinh rút ra trường kiếm. Kiếm hành đầy trời bao trùm tề bàn tử. Vù, vù. Sắc mặt tề bàn tử xa sầm nhanh chóng thụt lùi. Tề bàn tử không chống lại được Hồ Nam Sinh mà thụt lùi ra sau. Trận vàng tiếng hét to. Muốn trốn hả? Đã muộn quá rồi. Trình Anh giờ trường kiếm quét khí nóng bao phủ sau lưng tề bàn tử. Thường lỗi, Trần Tân Kiệt, Trung Ngọc Hậu đánh ra công kích, bao vây tề bản tử. Nằm trưởng lão vây công một mình tề bản tử. Đám người Trương Vinh Đào, Hoàng Bắc Nhiên lại sông lên. Giết cho ta. 200 đệ tử phi đình bồn lao vào 30 người tụ bảo môn. Bọn họ đánh hội đồng mà không thấy xấu hổ, ngược lại rất là hưng phấn. Lục Tiêu Du liếc thấy lình sư tứ trọng, mặc trường bào định thừa dịp loạn trốn vào tụ bảo môn. Muốn trốn sao? Lục Tiêu Du nhíu mày, mặt lóe tia sáng lạnh, lặng lẽ đi theo thành điền mặc hòa phục hắn ta xuyên qua tụ bảo môn đi ra phía sau là một đại viện rộng rãi không thấy bóng dáng đình sư mặc trường bảo hòa phục đâu cả hắn đứng trong đại viện quan sát bốn phía tập trung xem xét lục tiêu du nhướng mày lao hướng gian phòng thứ nhất hắn ta vừa lao vào phòng thì có linh hỏa nóng cháy phun ra lục tiêu du buộc lòng phải nhanh chóng thụt lùi ra đại viện lảo đảo mấy bước mới đứng vững thành điền mặc hòa phục đã xuất hiện trước mặt lục tiêu du Thanh niên mặc hoa phục cảm nhận khí thế từ người lục tiêu du lạnh lùng nói. Hừ, thì ra chỉ là vũ sư tứ trọng, muốn đấu với ta sao? Thanh niên mặc hoa phục phát ra linh lực, lục tiêu du cảm nhận khí thế từ người thanh niên mặc hoa phục. Hắn ta nhíu mày. Thanh niên mặc hoa phục là linh sư tứ trọng, linh lực không có yếu, linh hồn lực mạnh hơn vũ sư rất nhiều. Linh sư tứ trọng hét to một tiếng. Linh lực thúc phược. Linh sư tứ trọng kết thủ ấn, từng tia linh lực trắng vô hình như suối phun ra từ thần thể gã linh được nhanh chóng ngưng tụ thành gợn sóng khí lưu khuếch tán không gian phù thiền cái địa rút xuống những khí lưu gợn sóng dường như không có lực lượng gì nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khí lưu xẹt qua thì không gian hư vô hẳn giấu rất nhạt sóng gợn khi lưu rậm rạp từ trên trời giáng xuống bao phủ lục tiêu du lục tiêu du cảm giác rõ ràng gợn sóng linh lực vô hình này sẽ gió hiện ra khi thế sắc bén trực tiếp công kích linh hồn. Linh sư khó nhằn nhất là trong lực công kích, chứa lực lượng kỳ dị, khiến cho vũ giả rất e ngại. Khoe mồi lục tiêu du cong lên đụ cười lưỡi biếng. Khi những đình lực hóa thành sóng gợn đến gần trục, thì lục tiêu du không có khí như là có vách tường ngăn, lực lượng vô hình chặn lại, sóng gợn không thể đến gần hơn. Linh sư tứ trọng, tiếc rằng linh hồn lực của người quá yếu. Môi của lục tiêu du ngừng cười, khuôn mặt lạnh lùng nói Đau hồn chạm lục tiêu du đánh ra thủ ấn linh lực cực kỳ cường đại bộc phát ra chán của lục tiêu du có lực lượng linh hồn vô hình dâng chạm. lực lượng dao động không gian rùn rẩy trận vang tiếng nổ khuếch tán giữa không trung linh lực bốn phía tụ tập lại làn gió khủng bố đè ép không gian biến hình khí thế cường đại thành linh đạo đỏ rực ngừng tụ trong thành lục tiêu du xung quanh linh đào đỏ rực gợn sóng không gian đẩy khiến cho tiếng xe gió sắc nhọn vàng lên. Linh đào đỏ xé rách dòng không khí, xẹt qua khí lưu, cắt vỡ hư không. Nhà đào chém ra, dẫn đến không gian chấn động, đào quang lóe tàn ảnh, mang theo uy thế kinh khủng. Ánh sáng chói mắt lại bắn ra. Linh đào khủng bố đụng vào sóng linh lực vô hình của linh sư tứ trọng, trực tiếp xuyên thấu, khiến không gian trong một thoáng vạn vẹo, dao động năng lượng bạo động. Tiếng cắt năng lượng khẽ khàng vàng lên, song linh lực của linh sư tứ trọng vỡ ra, lực lượng sắc bén không gì sánh bằng sự khuếch tán. Người cũng là linh... Linh sư tứ trọng chưa nói hết câu, thì linh đao đỏ xuyên qua không gian, bắn thẳng vào trán của gã. Cơ thể linh sư tứ trọng run lên bẩn bật, linh hồn đau nhức. Trong não linh sư tứ trọng bị lực lượng đối phương bẻ gãy, nghiền nát linh hồn, gã mất đi trì giác. Lục tiêu du mỉm cười nói, ta chưa cắn nốt linh giả bao giờ, ngươi là người đầu tiên đấy trần khí vận chuyển dưới trần lục tiêu du nắm ngón chụp xuống đầu của linh sư tứ trọng cho đến một lát sau linh sư tứ trọng bị linh hỏa đốt thành tro giết linh sư tứ trọng làm lục tiêu du bất ngờ có lẽ đến tận lúc chết linh sư tứ trọng cũng không ngờ lục tiêu du là linh sư trở tay không kịp trước đau hồn chạm nháy mắt linh hồn bị thương nặng nếu linh sư tứ trọng cảm giác trước thì lục tiêu du sẽ rất khó khăn mới giết được đã Cắn đốt đỉnh sư tứ trọng làm lục tiêu du vô tình phát hiện ra một điều. Lục tiêu du vốn e ngại linh sư tứ trọng, tu vi hiện tại của hắn mới là linh sư nhất trọng, không thể nuốt linh sư tứ trọng. Sau khi nuốt thành niên mặc hòa phục, mới biết linh được linh hồn lực của linh sư tứ trọng yếu hơn hắn rất nhiều, đặc biệt là linh hồn lực. Đối phương có tu vi linh sư tứ trọng, nhưng linh hồn lực thua xa lục tiêu du. Lục tiêu du chỉ có thể cho rằng tất cả nguyên nhân là nhờ vào linh ngọc sàng sử dụng hồn thần dịch mới rồi lục thiêu du vừa cắn nuốt linh sư tứ trọng thuận tiện thi triển sư linh thuật linh sư tứ trọng có một vài tin tức làm lục thiêu du ngạc nhiên hắn nhíu chặt mày lục thiêu du dọn dẹp xong trở ra ngoài cả con đường đầy đờ đầu đến cuối ngõ đồng nghẹt người đám người tụ bảo môn đã bị vây công giết hết phía xa tề bàn tử bị nam trưởng đảo hồ nam sinh vây công vẫn đang ngoan cường chống cự nhưng người gã đầy vết thương nặng khoe mồi dính đầy máu tươi Tề ban tử, chết đi! Chu Ngọc Hậu đánh ra một trường ấn vàng đất, xuyên thấu không gian, hóa thành tia chớp vàng. Kinh khí sắc bén, đột phá phòng ngự của tề bàn tử, đánh trúng ngực của gã. Kinh phong sắc bén, nổ tung trước ngực tề bàn tử, gã ta học máu tươi. Tề bàn tử lào đảo thụt đùi. Ngay khi đó, Trịnh Anh hét tỏ một tiếng, liệt diễm toàn đau. Chân khí thuộc tính hỏa, biến thành đao quang bắn ra. Lửa đao quang rít gào, cắt vỡ không gian, chém mạnh vào tề bàn tử. Tề bàn tử biến sắc mặt, vội vàng bay ra hộ thần cường khí. Đào quang chém mạnh vào hộ thần cường khí của tề bàn tử, thế giới phá núi đoạn sông. Tiếng đổ vàng điếc tai, hộ thân cương khí tàn vỡ, kinh khí quét không gian, hỏa hòa tùng tóe, kinh khí cuồng bạo tới nền đất, phương xa mặt đất nứt nẻ, khe nứt lan tràn, bụi bảy mổ mịt. Bùm một tiếng, trịnh ảnh gừng tụ liệt diễm toàn đau vỗ vào ngực tề bàn tử, gã nát vụn ra. Nam trưởng đạo phi đình bồn tu vi vũ phách, vây công giữ sức giết tể bản tự. Tất cả nằm trong kế hoạch của lục thiếu dù. Tu bảo môn đã bị tiêu diệt, phi đình bồn ác thật, còn ác hơn cả là sạp một. Nghe nói tụ bảo môn dẫn đầu suối cửa hàng khác đòi giảm bớt tiến cống, nên mới bị lục tiêu du tiểu diệt, tụ bảo môn mất nhiều hơn được. Hồ Nam Sinh đến gần lục tiêu du lên tiếng, trưởng môn đã giết xong. Lục tiêu du kệ ở, Lục Tiêu Du quét mắt nhìn đám người trên đường mà nói. Tất cả các cửa hàng trong Trấn Hoa Môn nghe cho kỹ. Trấn Hoa Môn là địa bàn của Phi Linh Bồn, không phải các ngươi muốn sao là được như vậy. Nếu ai định làm trò gì, xúi dụng người khác, thì đừng trách Phi đình Bồn không khách sáo. Trần khí sèn lẫn trong thành âm chấn động mạng tay. Lục Tiêu Du nói xong lạnh lùng nhìn cả con đường. Giày lát sau, hắn thu về khí lạnh mỉm cười mà hét to. Đương nhiên, nếu người thành thật làm ăn, thì phi linh môn bon ta rất hoan nghênh cũng bảo vệ các người thật tốt cho các người yên ổn mà buồn bán lục tiêu dù nói với nằm trưởng lão trịnh trưởng lão trần trưởng lão thường trưởng lão lập tức đi tiệm dược liệu khác thủ tiến cống hồ trưởng lão chu trưởng lão sắp xếp đệ tử cùng với ta dọn đồ trong tụ bảo môn bon về phi linh môn bon. năm trưởng lão đồng thanh kêu lên tuân mệnh hồ nam sinh đứng trong tụ bảo môn bon cao giọng quát mau lên thu gom hết đồ đáng giá, không được bỏ qua một món nào. Hồ Nam Sinh bây giờ dẫn theo trăm đệ tử như ăn cướp, càn quét trong tụ bảo môn. Đàn dược, dược điệu, bình khí, tài điệu luyện khí, cái gì đáng giá là tất cả đều Hồ Nam Sinh bây giờ dẫn theo trăm đệ tử như ăn cướp cản quét trong tụ bảo môn. Đan dược, dược điệu, bình khí, tài điệu luyện khí, cái gì đáng giá là bị dọn sạch. Lục tiêu Du đứng một bên quan sát, giao cho mấy đệ tử thật nhiều túi không gian dọn hết đồ đạc xuyên bừng luôn các cái quậy đệ tử phi Linh môn rất hừng phấn theo trưởng môn đi ra ngoài có thịt để ăn lục thiếu du quan sát tụ bảo môn hắn ước chừng toàn bộ đan dược dược liệu và binh khí cùng với những tài liệu luyện khí vân vân cộng thêm lục thiếu du từ ký ức lịch sư tứ trọng lúc đi ra tìm thấy mật thất đằng sau tụ bảo môn bên trong mật thất ấy có rất nhiều đan dược tam phẩm và tứ phẩm một dược điệu cao phẩm tài điệu thượng đẳng, cộng lại khoảng 600 vạn kim tệ. Linh sư tứ trọng, tây ban tử đeo trữ vật giới chỉ. Bên trong trữ vật giới chỉ có đồ đạc giá trị 200 vạn kim tệ. Thế nhưng trong trữ vật giới chỉ của linh sư tứ trọng có một bộ linh kỹ, tổng thể giá trị đồ đạc của tụ bảo môn là 800 vạn kim tệ. Hai canh giờ sau, hồ nam sinh hừng phấn đến gần lục tiêu du, tay cầm sáu túi không gian căng phòng, trưởng môn đã thu dọn xong rồi. Lục Tiêu Du cầm túi không gian mở miệng hỏi, các người có lấy cho mình chưa? Chu Ngọc Hậu chạy tới cười tuè toét. năm trưởng lão chúng ta làm theo trưởng môn dặn, mỗi người lên một viên đàn dược tứ phẩm, 10 vạn kim tệ và một ít bình khí. Các đệ tử đi theo thì đẳng cấp vũ sư, mỗi người một ngàn kim tệ cộng một viên đan dược tam phẩm. Đẳng cấp vũ sĩ, mỗi người một ngàn kim tệ cộng hai viên đan dược nhị phẩm. Mới rồi bọn họ đã lựa chọn xong Cũng chừa phần cho ba người Trịnh Anh Thường lỗi và trần Tần kiệt Bác vị Trịnh Anh chạy vào tụ bảo môn cười nói Trưởng môn đã thủ đủ Trịnh Anh ra một thẻ ngọc tinh Một túi không gian cho Lục Thiêu Du Lục Thiêu Du bây giờ nhận lấy hai thứ Nhìn trong túi không gian có nhiều đàn dược Trong thẻ ngọc tinh ấy có mấy chục vạn kim tệ Là số lượng tiến cống một tháng Của ba mươi mấy cửa tiệm dược liệu Thế nào rồi có ai nói thêm gì không? Hàng tiến cống không chỉ nộp kim tệ Còn có đan dược và dược liệu Thường lỗi cười nói Không, mọi người đều nói không dính dáng gì đến tụ bảo môn Sau này mỗi tháng Bọn họ giao tiến cống đúng thời hạn Họ đã bị trưởng môn hù cho sợ rồi Lục tiêu dù nói ừm, um, tạm thời lại tụ bảo môn đi Phái hai đệ tử Tổng trưởng, trông trưởng nó Sau này chúng ta có cần dùng đến Những người còn lại theo ta Về phi linh một. Giết một người răn trăm người, chiêu này rất có hiệu quả đối với những cửa tiệm. Buôn bán dược liệu đan dược lời to, bọn họ tiếc không nỡ rời khỏi trấn hòa môn. Dọn dẹp xong, đệ tử Phi Linh Bồn rầm rộ rời đi. Tụ bảo môn lớn đã là người chết lầu trống. Thế nhưng người nguyên còn phú thầm cảm thắn, Phi Linh Bồn không dễ chọc vào, tầm ngoan thủ lạt hơn là sát môn trước kia nhiều. Người vừa rồi là trưởng môn của Phi Linh Bồn sao, nhìn con khá trẻ đó nhỉ đúng là trẻ thật không ngờ tâm ngoan thủ lạc như vậy thực lực cũng mạnh như vậy bây giờ phi linh bồn càng lúc càng tốt hơn chúng ta xem thử phi linh bồn có nhận đệ tử mới không nếu vào phi linh bồn chắc là không tệ đâu nhỉ trong một đám người có một bóng dáng mảnh khảnh biểu tình giật mình sau đó hưng phấn mắt hí tràn đầy ý cười là hắn đúng là hắn ta được cứu rồi cảm tạ trời đất nếu lục thiêu du có mặt ở đây sẽ nhận ra người này chính là Lưu Nhất Thủ đã lừa hắn trong hiền tình trấn. Thế nhưng lúc này cảm ơn Lưu Nhất Thủ, không ngờ cả thì Lục Tiêu Du không lấy được thiền sĩ tuyết sư. Lưu Nhất Thủ lấm la lấm nét, lấy đầu trong một con ngựa, theo đuôi đoàn người phi linh bồn tự xa. Đoàn người lao nhanh trở về, khi Lục Tiêu Du quay lại phi linh bồn trời đã là hoàng hôn. Về nơi ở, thô Hồn động xuất đông vô mệnh lại hỏi, như thế nào có thuận lợi không? Lục Tiêu Du trả lời đã giết người của tụ đảo Bảo Môn, những thứ khác đều ổn cả. Đồng lão bây giờ cười gằn, sát phạt dứt khoát, chẳng như tầm ngoan thủ lạt, ta rất thích. Lục Tiêu Du bây giờ nói, không ngờ sau lưng tụ Bảo Môn và cửu Hòa Môn, tụ Bảo Môn do cửu Hòa Môn âm thầm quản lý, cửu Hòa Môn đã sớm thò chân vào trấn Hòa Môn rồi. Lục Tiêu Du đọc ký ức trong đầu linh sư tứ trọng mới biết chủ nhân của tụ Bảo Môn là cửu Hòa Môn tên ban tử và linh sư tứ trọng đều là đệ tử của cửu hòa một thôi hồn độc xuất đồng vùng mệnh bất ngờ ổ lên thì ra là vậy đồng đảo lại hỏi tiếp theo ngươi định làm cái gì lục tiêu du chỉ lạnh lùng cười sắp đến đại hội tông bồn quỷ vũ tông rồi chờ đại hội tông môn qua đi lại tính sổ với cửu hòa một hiện tại tụ bảo môn bị nhổ đủ làm bọn họ nhức đầu một thời gian Lục Tiêu Du thu được đồ đạc giá trị 800 vạn kim tệ trong tụ bảo môn, đối với cửu hoa môn là một lần đổ máu ròng rã. Đồng lão lại nói, đi quỷ vũ tông nhớ phải cẩn thận một chút, dù sao cũng là địa bàn của bọn họ. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, chính vì đi quỷ vũ tông nên ta càng không cần sợ gì. Miễn đồng lão còn thì trong quỷ vũ tông bọn họ không dám làm gì ta, cũng lắm khó xử một chút. Đêm đó, Lục Tiêu Du đi vào mật thất trong sơn động sầu núi. Hắn ta ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng, kết thủ ấn chậm rãi tù luyện. Linh lực bị Lục Tiêu Du cắn nuốt đang chờ hắn luyện hóa. Linh lực bị cắn nuốt cực kỳ khổng lồ, xa hơn một phần linh hồn thần dịch. Nhưng linh lực bị cắn nuốt không cuồng bạo như linh hồn thần dịch. Bản thân của linh lực bị cắn nuốt đã là linh lực rồi. Lục Tiêu Du bây giờ luyện hóa, chừa lại tạp chất để lại tinh thuần có thể dùng được cho nên nuốt linh lực của linh sư tứ trọng mạnh hơn năng lượng một phần, linh hồn thần dịch, nhưng trong người lục thiêu du không có hiện tượng khó chịu gì. Lục Tiêu du luyện hóa sơ cái mớ linh lực này, chạy vào trong không gian khí hải trong não của hắn, thấm nhuần linh hồn lực sâu trong óc. Cho đến một lát sau, lục Tiêu du tiến vào trạng thái tu luyện, ánh sáng trong suốt bao phủ quanh thần hắn, khí thế chậm rãi tăng lên. Tốc độ tiến bộ rất nhanh, màu đến khó tin linh lực bị cắn nuốt, một khi luyện hóa sẽ trở thành linh lực của mình, tốc độ rất kinh nhận. Lục tiêu du thẩm tính toán luyện hóa linh lực cắn nuốt xong cũng là lúc hắn lên đường đi quỷ vũ tông. Đêm khuya hôm đó, bên ngoài phi linh môn, một bóng người thập thò tìm kiếm cái gì đó. Người đó nhìn vào trong phi linh môn nhỏ giọng nói, chờ tìm tiểu cồn đường nãi nãi cùng đến vậy, rốt cuộc tìm ra hắn. Ai đó? chợt có mấy bóng người xuất hiện bên cạnh người đó gã chưa kịp phản ứng đã bị mấy đệ tử phi đình bồn bắt giữ hôm sau trên quảng trường trước đại điện phi đình bồn một người mảnh khảnh bị cột trên gốc cây người này chính là lưu nhất thủ đáng thương hoàng bắc nhân cào giọng quát người lén lút trước phi đình bồn còn bảo là đi lạc đường sao cho rằng ta ngốc sao Tặt trói người mười ngày nửa tháng coi người có nói thật không các đệ tử phi đình bồn tụ tập lại xem Lưu Nhất Thủ bây giờ mêu máu. Các vị huỳnh đệ, ta thật sự đi lầm đường, các người mau thả ta đi. Tối hôm qua, Lưu Nhất Thủ bị bắt, đã ăn nhiều đau khổ, không ngờ hôm nay còn bị trói nữa. Hiện giờ là trời cuối đông, gần sang năm mới, không khí lạnh kinh khủng. Người của Phi Linh Môn tạt bồn nước lạnh, làm cho Lưu Nhất Thủ run cầm cập. Cả chỉ có tù vì vũ đồ, không thể chống nóng lạnh được. Lưu Nhất Thủ hát xỉ liên tục, uốn ức hét to ta nói thật, các người mau thả ta ra, ta tìm trưởng môn của các ngươi, ta thật sự đi tìm hắn. Hoàng Bắc Nhân vặt lại, người tìm trưởng môn à, biết trưởng môn chúng ta tên gì không? Lưu Nhất Thủ ngây người, ta... Lưu Nhất Thủ thật tình cũng không biết. Hoàng Bắc Nhân tức giận quát, còn dám kéo trưởng môn ra lấy cớ. Các huỳnh đệ, cho hắn bài học đi, để coi hắn còn dám nói xảo không? Bùm bùm, búp, bình. Lưu Nhất Thủ đáng thương thân gầy, ăn bao nhiêu là quyền đấm cước đá, vàng tiếng răng rắc, không biết đã gãy bao nhiêu khúc xương mất. Cho đến sáu ngày sau, trong sân động sau núi, khí thế tràn ngập toàn thân lục thiếu du, màn sáng trong suốt bao phủ nguyên cả sơn động. Trong đầu lục thiếu du, không gian khí hải tràn đầy, linh lực hùng hồn nhanh chóng tuôn ra, xoay quanh bên ngoài không gian khí hải đình lực. Lục thiếu du hét to một tiếng, áp xúc cho ta. Linh lực rồi rào áp xúc rút vào trong không gian linh lực, chỉ nghe bùm một tiếng, không gian trong đầu lục thiếu du vang lên tiếng nổ trầm đục. Lực lượng cường đại tràn ngập, không gian trong đầu lục thiếu du đột nhiên áp xúc rồi tràn đầy. Không gian linh lực quét tán lặp đi lặp lại mấy lần. Khí thế lại tăng vọt, trong thiên địa có năng lượng khổng lồ chui vào người lục thiếu du. Vù vù, trên đình ngọc sàng, lóe vầng sáng nhạt thấm vào người lục thiếu du. Khoảnh khắc này không gian linh hồn trong đầu lục thiếu du nhận được ích lợi to lớn năng lượng tinh thuần thẩm thấu ra từ không gian linh lực đang tầm bổ linh hồn của hắn. Linh hồn ngưng tụ hơn rất nhiều. Thật lâu sau khí thế từ người Lục Tiêu Du bình ổn trở lại, hắn đã là linh sư tạm trọng. Bốn ngày trước đây, Lục Tiêu Du khoảng linh sư nhất trọng trùng kỳ luyện hóa một phần linh lực hắn đã thồn phệ. Trong vòng hai ngày hắn đột phá lên linh sư nhị trọng. Hiện tại, Lục Tiêu Du luyện hóa hết số linh lực thồn phệ đột phá đến lịch sự tạm trọng. Lục tiêu du thở hắt ra một tiếng. Lục tiêu du cảm nhận linh lực tràn đầy trong người. Hắn nhếch mồi cười. Sau ngày đột phá hai tầng linh lực, tốc độ làm hắn cảm thấy hứng phấn. Dọn dẹp xong xuôi, lục tiêu du rời khỏi mật thất sờn động. Tính thời gian thì đại hội tông vôn quỷ vũ tông chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu. Lục tiêu du dự định sửa soạn hành lý rồi xuất phát ngay. Khi hắn đi ra ngoài, sau núi có mấy con yêu thú khổng lồ đang chơi đùa với nhau là tiểu long thiên sĩ tuyết sư thị huyết yêu làng lục yêu máng và thiểm điện hắc báo trong đám yêu thú thì thiểm điện hắc báo lục yêu mãng, thị huyết yêu làng được thần phục và thiên sĩ tuyết sư mà thiên sĩ tuyết sư lại thần phục tiểu long tiểu long vặn vẹo vài cái bò lên trên vai của lục Thiếu du cỏ rỗi lưỡi rất là hưng phấn bốn con yêu thú thiên sĩ tuyết sư ngoan ngoãn đến cạnh bền lục thiếu Du. Lục Thiếu Du nói với lũ yêu thú, các người có thể đi sơn mạch xung quanh kiếm ăn, nhưng không được đi quá xa. Hắn ta thẩm tính toán bên cạnh hắn có mấy con yêu thú, nhờ đại hội tông môn quỷ vũ tông qua đi, hắn phải luyện chế một số đan dược dành cho yêu thú dùng, để đám yêu thú nhanh chóng được đột phá. Trong thiền đình lục có ghi chép về điều này, trợ giúp yêu thú đột phá nhanh hơn vạn thú tông. Trong vạn thú tông, không có nhiều người có năng lực khống chế yêu thú không tu thuật trong thiền tình lục có thể điều khiển nhiều yêu thú quan trọng nhất là vừa khống chế yêu thú vừa trợ giúp yêu thú đột phá nhanh vạn tu tông không thể sánh bằng được nhưng cái giá trợ giúp yêu thú rất kinh khủng nếu là trước kia lục tiêu du không dám tưởng tượng nhưng bây giờ lục tiêu du có thể miễn cưỡng gánh nổi nhưng miệng ăn núi lở trên danh nghĩa lục tiêu du có địa bàn trăm dặm có hai thị trấn Đừng để chống đỡ cả phi linh bồn phát triển thì không có đủ dù có ẩm dường linh vũ quyết, sau này lục tiêu du tìm cách truyền bồn nuốt vũ giả, linh giả, nhưng không đủ cho hắn bồi dưỡng yêu thú. Tiêu hào chỉ phí cho việc bồi dưỡng yêu thú, nếu đuổi nhiều yêu thú thì nó tiêu hào đáng sợ hơn ẩm dường linh vũ quyết. Mấy con yêu thú gầm gử, chúng nó chậm rãi đi vào sơn mạch gần đó, tiểu long theo sau thiền sĩ tuyết sư. Tiểu Long và thiên sĩ tuyết sư ở sơn mạch xung quanh, lục tiêu du không mấy lo lắng. Gần đây không có cường giả nào cả, thôi hồn độc suất đông lão lại ở đây. Cường giả nào đến gần là lão biết ngay. Hơn nữa, thiên sĩ tuyết sư và tiểu long không dễ chọc vào. Lục tiêu du rời khỏi sau núi đang định về chỗ ở, thì thấy Trương Minh Đào và Phương Tân Kỳ đang đi ra ngoài. Trương Minh Đào và Phương Tân Kỳ nhanh chóng hành lễ. Xin kính chào trưởng môn. Lục tiêu du thấy vẻ mặt hai người rốt ruột, thuận miệng hỏi. Các người vội vàng có chuyện gì vậy? Phương Tân Kỳ trả lời. Từ trưởng môn, mấy ngày trước chúng ta bắt được một dàn tế ban đầu nói là đi lạc đường sau lại bảo muốn tìm trưởng môn nhưng không biết tên của trưởng môn chúng ta thẩm vấn mấy ngày nhưng hắn không nói được ai phái đến chúng ta định đi thẩm vấn một lần nữa lục tiêu du nhớ mải nói mang ta đi xem thử hắn ta đi cùng với trường bình Đạo và phương tân kỳ đằng trước đại điện phi đình bôn một thân hình mảnh khảnh bị trói vào cái cây to tóc rối chèn nửa bề mặt quần áo tả tơi hơi thở suy yếu lục tiêu du đến các đệ tử tôn kính hành lễ xin kính chào trưởng môn hoàng bắc nhiên đang cốt tròi vào lưu nhất thủ lục tiêu du nhìn chằm chằm lưu nhất thủ bị trói là hắn sao lục tiêu du không nhận ra là ai nhưng mơ hồ thấy quen mặt lưu nhất thủ bắt sáng rỡ như tìm thấy ánh sáng trong bóng tối đại nhân cứu mạng cứu mạng tôi sáu ngày qua lưu nhất thủ sống không bằng chết trời mới biết gã đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Đám người phi linh bồn dùng hết mọi cách hại người áp dụng vào tá Lưu nhất thủ muốn chết cũng không được. Lục tiêu du nhướng mày hỏi, người là ai? Nghe thanh âm hơi quen thuộc, lưu nhất thủ lắc mạnh đầu, hất tóc rối lộ ra khuôn mặt gầy gò và tiểu tụy. Đại nhân chính là ta đây, đại nhân nhìn kỹ đi là ta đây. Lục tiêu du ngạc nhiên kêu lên, lưu, lưu nhất thủ, người là lưu nhất thủ lục tiêu du công nhận ra lưu nhất thủ ngay bộ dạng của gã lấm la lấm nét giới như kẻ nghiện lên cơn mặt hõm sâu như bị nhúng trọng nước lưu nhất thủ kích động nói vâng đại nhân là ta đại nhân nhận ra ta thì tốt rồi mau thả ta ra lần đầu tiên lưu nhất thủ phát hiện được người nhận ra là chuyện đáng để kích động như vậy một cơn gió thổi qua đám đệ tử phi linh bồn vầy xem thoáng chốc chạy mất dép trường môn thật sự quen biết người này có vẻ đúng là người ta tìm trưởng môn bọn họ đã hành hạ gã này rất nhiều nghĩ đến đây các đệ tử toát mồ hôi lạnh ròng trọng, trọng rắc rối to trói bằng hữu của trưởng buồn sáu ngày cửa đấy lục tiêu du ngoái đầu mà nhìn trưởng bình đào phương tân kỳ hoàng bắc nhiên toát mồ hôi lạnh trùn cầm cầm lục tiêu du hỏi ba người họ các người làm cái gì vậy sao sợ hãi như thế hoàng bắc nhân quỳ xuống trưởng môn chúng ta không cố ý chúng ta thấy hắn lén lút tưởng là gian tế nên trói hắn lại không biết đây là bằng hữu của trưởng môn hoàng bắc nhân thẩm nghĩ gã đã gây hoạn lớn lục Tiết du lạnh nhạt nói đứng lên đi ai nói với người hắn là bằng hữu của ta lần trước trong thiền tình trấn tiểu tử này đã lừa gạt ta tiếp tục chiều đại hắn cho ta đám hoàng bắc nhiên trương vinh đào đệ tử phi linh môn thở phào nhẹ nhõm cái gì không phải là bằng hữu là của trưởng môn hay sao là lừa đảo còn lừa trưởng môn à? Hoàng Bát Nhiên quát to, dám lừa đảo trưởng môn của chúng ta, quật chết người. Hoàng Bắc Nhiên đứng dậy, không biết lấy đầu ra cây rồi, dơ cao định quất vào Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ mếu máu, đại nhân tha mạng, ta không cố ý mà. Lục Thiêu dù chợt nhớ ra điều gì, khoan đã, hắn ta hỏi, Lưu Nhất Thủ, người tìm ta có chuyện gì? Hoàng Bắc Nhiên nghe lời lùi xuống, biết người này không phải bằng hữu của trưởng môn thì đã yên bụng. Lưu Nhất Thủ cầu xin, đại nhân ta tìm đến người xin cứu mạng đại nhân thả ta ra trước đi lục thiêu du nói với hoàng bát nhiên thả hắn trả đã cho đến một lát sau lưu nhất thủ ủy oải đứng trước mặt lục thiêu du bộ dạng nửa chết nửa sống xem ra sau ngày qua đã chịu hành hạ không có tầm thường lục thiêu du lại hỏi nói đi có chuyện gì sao người biết ta ở phi linh môn lưu nhất thủ nói đại nhân chuyện này nói ra rất dài dòng người ta không có sức nói đại nhân có thể cho ta chút đồ ăn được không? Đợi ăn no rồi ta sẽ nói cho. Lục Thiêu Du bây giờ lạnh lùng nói, không nói thì thôi, băm hắn ra cho yêu thú ăn thịt. Hoàng Bắc nhiên kiểu ré lệch, tuân lệnh trưởng môn. Không, ta nói, nói ngay đây. Lưu Nhất Thủ sốt ruột nói, có người cho ta ăn độc đan, bắt ta tìm đại nhân, nếu không ta sẽ chết. Lục Thiêu Du nhướng mày hỏi, ai kêu người tìm ta? Lục Thiêu Du nhớ đến Lữ Tiểu Linh, e rằng chỉ có nàng mới bắt Lưu Nhất Thủ tìm hắn được thôi. Lưu Nhất Thủ lấm la lấm lét nhìn Lục Thiêu Du. Cái này, Lưu Nhất Thủ ấp úng, ta cũng không quen nàng, đại nhân đi liền biết ngay. Lục Thiêu Du lạnh lùng nói, không chịu nói thật à, người rất muốn cho yêu thú ăn phải không? Lưu Nhất Thủ thấy mắt Lục Thiêu Du lạnh lùng thì rùng mình, vội nói, ta nói, ta nói ngay, là một nữ nhân muốn tìm đại nhân, ta không biết tên của nàng là gì. Nàng nói đại nhân cướp đồ của nàng chỉ cần đại nhân trả đầu lại là được lục thiêu du cười tủm tỉm đúng ra nàng nói thì thấy ta sẽ chém chết ta mới đúng tính tình của lữ tiểu linh sẽ không tha cho hắn dễ dàng như vậy lưu nhất thủ nghi hoặc hỏi sao đại nhân lại biết lục thiêu du hỏi lại đương nhiên ta biết nhưng sao ngươi tìm được ta lưu nhất thủ ủ rũ nói ta đã bị cho ăn độc đan tìm đại nhân đến mấy tháng mà không thấy dù sao cũng chết ta đi dạo lang thang thì ai ngờ mấy hôm trước gặp đại nhân trọng trấn hòa môn nên nên bản thân của ta mới đi tới đây lục tiêu du xoay tròn mắt vậy sao lục tiêu du nói với lưu nhất thủ nghĩ tình người vô tình đã từng giúp ta sẽ cho người ăn một bữa no rồi mới giết chết lục tiêu du nháy mắt với hoàng bắc nhiên ra hiệu gã hành động lục tiêu du không định giết lưu nhất thủ nhưng nếu người này kêu lữ tiểu linh đến thì rắc rối cho phi đình môn lục tiêu du buộc lòng phải giết gã Lưu Nhất Thủ toát mồ hôi lạnh kêu lên. Đại nhân ta mạng, ta sẽ không nói cho nữ nhân kia biết. Lưu Nhất Thủ cảm nhận rõ ràng sát ý từ người lục thiêu du. Nhưng hắn tầm mặc kệ Lưu Nhất Thủ, vì không để Phi Linh Bôn gặp rắc rối, hắn phải giết người. Lục thiêu du không phải loại người hiếu sát, nhưng có lẽ đó là chuyện bất đắc dĩ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kêu mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo